cứ ban bật đi, bóng chơi đi. Ngày đó giờ đó dây đó không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Còn mấy giây nữa anh em ơi? 5 giây nữa. Mà cái thằng nào ghi bàn thứ tư nhỉ? Đang Thành đúng không? Phải thằng ấy tía phải phạt. Tao bảo là không ghi bàn nữa rồi. Ôm bóng Dương ơi. Không, bên nó không ghi. Thế xem. Cái nghĩa là để quả đấy là nó ghi là 3-1 đúng. Anh đoán tỷ số ngoài chuẩn. Điều có được bàn danh dự không? Thôi. 3 phút, 3 phút. Thuốc nha. Thể thao 3 phút. Tôi đào vào để chưa?